Chào mừng quý vị, các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô. Ở đâu xe rẻ xe tốt, ở đó có Vũ Duy Ô Tô. Vâng, hôm nay bên em thì về một chiếc Toyota Vios bản E, sản xuất năm 2017. Một chiếc xe màu vàng cát, sóng sánh, óng ánh, đẹp, led căng. Vâng, và đây là một chiếc xe bản E nhưng mà lại sử dụng số tự động các bác nhá. Vâng, bên em mới về chiếc xe này, sản xuất năm 2007. Và con này thì zin chính chủ, một chủ zin từ đầu. Lăn bánh thưa quý vị các bạn mới được có 8.000 thôi. Vâng. À xin lỗi quý vị các bạn, nói nhầm. 8 vạn, vâng. 3 năm 8 vạn cũng khá là nhiều đấy. Vâng. Thế nhưng mà được cái là máy móc số má các thứ ngọt ngào và keo chỉ zin, máy số zin, sơn si đồng đều, cam kết cho quý vị các bạn zin đét cả xe. Đây là một dòng xe rất là bền bỉ với thị trường Việt Nam, đặc biệt nó được mệnh danh là thánh của dòng xe 5 chỗ ngồi rộng rãi thoáng đãng hai đầu rồi. Đấy, một dòng xe phân khúc tầm xe B khá là đẹp. Vâng, Toyota Vios bản E. Và con này thì biển số Quảng Ninh 14A24865. Bên em thì vừa mới được mua về chiếc xe này thôi, vừa về chiều nay. Đây, con này mua tại Toyota Quảng Ninh các bác nhá. Đấy, rõ ràng xuất xứ rõ ràng luôn. Một chiếc xe màu vàng cát, sóng sánh, óng ánh, 4 quả lốp thì đẹp led căng, la răng đẹp. Vâng, chiếc xe mới chạy 8 vạn thôi nhưng mà về chất thì các bác cứ thực sự là yên tâm. Máy số zin chạy cực kỳ êm mượt và dòng này thì chạy cực kỳ chắc chắn. Đây là một chiếc xe số tự động các bác nhá. Số tự động. Và con này hạn đăng kiểm đến tháng 5 năm 2021. Đấy. Nói chung là chủ giữ gìn phải nói là được. Nên là ngoại thất nội thất của xe thì vẫn còn rất là ngon. Đấy, form xe đời mới 2017-18 này các bác này. Đấy. Xe thì được chủ bán lại cho em Vũ Duy Ô Tô sau phải vài ngày rồi, chứ cũng không phải là mua phát bán ngay đâu ạ. Vâng, bác ấy cũng rất là tiếc. Thế nhưng mà bây giờ thì bác ấy để lại cho em Vũ Duy Ô Tô rồi. Đấy, một chiếc xe, dòng xe mà được rất nhiều người ưa chuộng. Vâng, vì là giá nó mềm, cái thứ hai là rất là tiện dụng, và cái thứ ba là bền bỉ khó hỏng luôn. Cực kỳ khó hỏng với cái dòng xe này. Đấy, form dáng xe thì đẹp, cân đối hài hòa. Và dòng này thì càng ngày nó càng cải tiến lên về form dáng, nên là bác nào mua thì cũng rất là thời trang, cũng không phải lo cái chuyện là lạc lối lạc mốt nha các bác nhá. Đấy, form dáng xe đều đẹp, sơn si đồng đều cả xe. Sơn zin của xe thì lên đến 95%, còn đâu hai cái chỗ xước xiếc các thứ không nói. Đấy. Và bây giờ các bác có thể cùng em Vũ Duy Ô Tô đi nhìn đánh giá về chi tiết từng phần ngoại quan của chiếc xe. Đầu tiên thì các bác nhìn phần biển nhá. Vâng, phần biển nó đánh giá luôn là xe có đâm đụng hay không. Đấy, phần biển rất là sắc nét rõ ràng luôn này. Đấy. Cản trước của xe nhựa còn nguyên, không có một vết chảy xước nào. Không hề có một vết chảy xước nào, cân đối hài hòa. Xe rất là đẹp luôn, các cái phần sần còn nguyên. Ốp mặt này, các cái phần nẹp chrome này rất là sáng bóng đẹp luôn này. Đấy, đèn xe sử dụng công nghệ đèn halogen, bóng rất là sòng và sắc cạnh. Đấy, cảm giác form xe cái đời này bắt đầu là nó rất là đẹp rồi. So với các đời 2013-14 thì thực sự là hơn hẳn luôn về thiết kế. Đấy, các bác mua cái xe này đi vừa rẻ vừa hợp túi tiền, mà cũng rất là tiện dụng luôn nữa các bác nhá. Đấy. Và cái dòng này thì sử dụng máy 1.5 tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, đèn này ạ, đèn halogen các bác nhìn ạ, bầu đèn rất sáng luôn. Đấy. Đây các bác ạ, cản này. Đấy, không một vết chảy xước luôn. Xe đều đẹp. Đấy, cân đối hài hòa, cam kết cho bác là không hề đâm đụng và không hề ngập nước. Máy số chạy cực mượt luôn. Đấy, thế còn xi nhan kết hợp trên tay gương, gương kính cục xe điều chỉnh điện này. Lốp bên này thì là thay rồi các bác ạ. Vâng, lốp 2018 và lốp Ecopia. Đấy, lốp lắp thì sử dụng lốp 185/60/15. La răng của chiếc xe thì sử dụng la răng 8 chấu, vành la răng cũng tương đối khá là đẹp. Và phanh đĩa trên cả 4 bánh, phanh ABS an toàn các bác nhá. Lốp rất dày. Vâng, và cua lốp sạch sẽ. Con này thì mới lăn bánh 8 vạn nên là lốp cũng chuẩn bị thay là vừa. Thế nhưng mà với cái lốp này thì bác đi được khoảng 1-2 năm nữa thoải mái ạ. Vâng, bác nào cẩn thận thì có thể thay thôi. Đấy, kính này, kính chiếu hậu này, đẹp led căng. Cửa lèo đóng chắc chắn, tay nắm cửa mạ chrome, sáng bóng. Đấy, cửa, tiếng đóng cửa rất là chắc luôn. Đấy, ốc này, các bác nhìn này, không hề có một vết tháo mở gì nhá. Ốc áp đẹp, đều, zin. Và đây, sản xuất năm 2017, đây tại Vĩnh Phúc các bác ạ. Vâng, thương hiệu Việt Nam. Một chiếc xe thương hiệu Nhật Bản sản xuất tại Việt Nam. Tapi sạch sẽ, phần da, phần nhựa này, sờ rất là mềm luôn, chắc chắn. Kính điện lên xuống hoạt động hoàn toàn bình thường cả xe.
Đấy, điện đóm đầy đủ các bác nhé. Keo chỉ mượt mà, zin đét đẹp luôn. Dòng này form xe nó rất là cứng luôn, cứng xe luôn. Đấy, và xe thì đi rất chất, rộng rãi, không gian rộng rãi. Đấy, đặc biệt là ghế người ngồi lái cũng như là người ngồi bên cạnh. Và chiếc xe này thì có cả túi khí cho người lái luôn rồi các bác này. Rồi, túi khí người ngồi bên cạnh. Đấy, xe rất là chắc xe. Đấy, kính zin này. Đấy các bác nhá, kính zin 2017 Tappy này. Sạch sẽ, keo chỉ mượt mà. Keo chỉ đầu tam tắp Tappy này. Điện này. Đấy, nội thất bên trong này. Sạch sẽ, giữ gìn rất là cẩn thận luôn. Trần nỉ này, liệp bọc ly lông đàng hoàng nhá. Chúng tôi ở người rất cẩn thận luôn. Và các bác nhìn này, vẫn còn rất là sạch. Đấy, các cái phần dây đai an toàn rất là sạch luôn. Người dùng cũng ngồi tương đối khá là ít. Vâng. Lốp này là lốp 2018, lốp Sport nha các bác nhá. Lốp Dunlop Sport và 2018, la răng này khỏe khoắn này. Phanh đĩa này, sáng láng lét luôn này. Đấy, phanh đĩa này, cua lốp này. Cái này thì xe vừa về em cũng chưa rửa dọn gì đâu. Thế nên là nó cũng bụi bẩn đường đất một chút thôi, các bác thực sự là thông cảm. Đấy, đèn này, form đèn này, nét sáng như này mà. Đấy, hàng đẹp luôn. Form đèn, logo Vios này. Đấy, logo chữ E này. Đấy, rất rõ ràng. Đấy, cản sau này, không một vết chảy xước. Đèn hậu này, đèn dưới này. Đấy, đèn lùi này. Đấy, các bác nhìn nhá, cân đối hài hòa. Chỗ này thì có xước một chẹo tẹo thôi, không vấn đề gì. Cản sau rất là cân đối. Và camera lùi, camera lùi cho xe. Đấy. Đấy. Cái này thì các bác có thể là mở bằng chìa khóa nhá. Các bác có thể mở chìa khóa điện. Hoặc là đấy, các bác bấm vào nút bấm cũng được. Đấy, mình khóa hẳn cái này ra. Đấy, mở chìa khóa điện đây. Rồi, không khóa điện này em bấm mãi không lên lên. Thôi được rồi, đi ra mở bằng khóa trên, chốt trên cũng được. Ông mở chốt chốt này, cái khóa điện thì tí em sẽ kiểm tra luôn. Vâng. Cái này chắc chắn là khóa điện, tí đây em sẽ về kiểm tra nữa các bác nhân, yên tâm nhá. Đây, cốp này. Các bác nhìn khoang cốp này. Đấy, chỉ này, keo chỉ này. Đẹp đều luôn. Keo chỉ rất đều và cân đối luôn, không lỗi lầm nha các bác nhá. Ốc chưa tháo mở này, chỉ zin này. Em quay rất chậm rồi các bác cứ xem thoải mái luôn. Vâng, nỉ sạch sẽ. Nội thất bên trong khoang để đồ cũng khá là rộng đấy các bác nhỉ. Vâng, kia là chỗ đồ kích lốp các thứ. Còn đây là lốp sơ cua. Mấy lớp liền luôn, một lớp lỉ là một lớp nhựa này. À đấy, lốp sơ cua la răng 8 chấu ấy, rất là đẹp. Và ở do là ấm êm quá nên là cũng có tí thấy muỗi. Thế còn đâu gầm sàn thì rất là sáng sạch luôn các bác nhá, không lỗi lầm. Đấy, không lỗi lầm, không nước non này, không han mục này. Đấy, các bác nhìn xe rất là đẹp và cứng xe luôn. Một chiếc Toyota Vios bản E rất là cứng. Đấy, form xe rất là đẹp và nét. Lốp bên này cũng là lốp 2017 con này đó ạ. Vâng, 2017 lốp zin ạ. Lốp zin của hãng luôn. Vâng, còn nguyên cái này là zin hãng thôi. Đấy, lốp cũng tương đối khá là cũng, nói chung là theo thời gian rồi. Thế nhưng mà cái này thì các bác đi thoải mái luôn. Vâng. Cua lốp này, cửa này, các bác nhìn cửa này, khe cửa kín khít luôn này. Đấy. Cửa đóng mở rất chắc chắn, keo chỉ mượt mà. Xe này thì là bác chủ bác ấy là ở Tuần Châu. Các bác loanh quanh toàn đi làm việc cho bác Đào Hồng Tuyển thôi. Thế nên là xe bác ấy đi cũng tương đối khá là nhiều đó. Vâng, một năm bác ấy đi hơn 2 vạn. Thế nhưng mà được cái là xe về chất thì bác ấy cũng giữ khá là cẩn thận. Vâng, đăng ký Tuần Châu luôn. Tappy sạch sẽ, keo chỉ zin, ốc ác đẹp, nét căng. Đấy, bên này bản lề này, nội thất này. Đấy, các bác nhìn nhá, táp lô thì cực kỳ luôn. Con này thì có cả màn hình zin hãng này. Rồi hệ thống điều hòa chỉnh cơ, đặc biệt là tay cần số này. Tay số tự động này, các bác nhìn này, số tự động rất dễ dàng sử dụng luôn. Tay phanh,
Đấy, nội thất ghế da màu kem kết hợp với màu cam, nổi bật, sáng láng, rõ ràng. Hộp đồ thì rộng rãi. Đấy, táp lô này, túi khí đây các bác nhá. Đấy, trần thì cực kỳ sạch luôn. Hệ thống lái của xe thì cực kỳ là chắc chắn. Vâng, hệ thống lái chắc chắn luôn. Bây giờ thì ta sẽ cùng vào trong khoang lái để cùng kiểm tra xe. Đây gương kính chỉnh điện đây các bác ạ. Gương kính chỉnh điện này, em bấm cục xòe đã. Kiểm tra luôn gương kính có điều chỉnh vào không. Đấy. Điều chỉnh đàng hoàng nhá các bác nhá. Rồi bây giờ là đến điều chỉnh chế độ gương chiếu hậu này. Đấy, quá chỉnh nhá các bác nhá. Đấy, chỉnh luôn. Góc rộng luôn. Đấy. Bên này thế ạ. Vâng. Đấy. Cứ giờ nhạc. Đấy. Nhạc âm thanh lạc lối luôn các bác ạ. Và khuyến mại các bác sẵn USB nhá. Vâng, khuyến mại sẵn các bác USB. Hệ thống hiển thị cũng rất rõ ràng. Tay vô lăng sạch sẽ nguyên sần luôn. Dạ vâng, và logo thì rất sáng và tay vô lăng thì nguyên sần. Đấy, điều hòa thì điều chỉnh cơ đơn giản. Nói chung là xe là một chiếc xe cũng bản tự động nhưng cũng khá là đơn giản. Rồi, đây nổ chiếc xe nào. Đấy, đề cái ăn ngay và đề rất là êm và đặc biệt là bây giờ thì gần như là không nghe tiếng máy. Đó, nước này. Nước phun khá là tơi. Đấy. Ồ chết rồi, hết nước rồi các bác ạ. Hết sạch nước rồi. Cái này tí em về sẽ bổ sung nước cho chiếc xe này. Đấy, tí về bổ sung. Đấy, máy đang chạy nhá. Động cơ với có 800 vòng phút thôi. Và chiếc xe đi được 8 vạn. Vâng, 8 vạn coi. Cũng là mức đi cũng khá là bình thường đối với một chiếc xe gia đình. Đấy. Chà, hết nước rửa kính. Tí nữa sẽ bổ sung cái nước rửa kính này vào. Rồi, mọc mãi không thấy được. Đây rồi. Úi dồi ôi, khoang máy sạch thế. Thưa quý vị các bạn, không ngờ là bác chủ cũ có cái giữ gìn khoang máy rất là sạch và sáng ba láng như thế này. Con này thì sử dụng máy trắng VTVI của TOTA. Máy 1.5. Mức tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này khoảng 6,5 lít, 7 lít trên 100 cây. Vâng, cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu và khỏe khoắn bền bỉ luôn. Ắc quy thì đã thay rồi. Ắc quy thay từ mùng 2 tháng 10 năm 20 rồi. Thay được đến giờ là cũng mấy tháng rồi. Ắc quy thế là ngon rồi. Đấy, máy chạy rất là êm và chắc. Đây các bác nhìn tai đèn này không hề đâm đụng luôn. Tai đèn đẹp, led căng và đèn zin luôn. Các cái ốc nhựa này. Đấy các bác nhìn các cái ốc này là các bác biết đánh giá luôn về chất xe rồi. Đấy, các cái phần đầu răng này em ghi rất rõ rồi nhá các bác nhá. Một chiếc xe zin đét đẹp luôn, đẹp tuyệt vời, led căng và cái giá thì vô cùng yêu thương. Chỉ 448 triệu đồng thôi đã có ngay chiếc xe này rồi. Keo chỉ này, keo chỉ zin đét đẹp luôn, không lỗi lầm. Xe thì cam kết cho các bác là không hề đâm đụng, không hề ngập nước nhá. Được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên tại TOTA Quảng Ninh, cũng ngay gần nhà bác ấy thôi. Đấy, ngay gần nhà bác chủ cũ. Bác chủ cũ đã bỏ ra một số tiền cũng tương đối khá là lớn. Vâng, và bây giờ thì đang bán chiếc xe này. Những ai mà yêu thích cái dòng xe Vios bản E số tự động thì hãy alo ngay cho em Vũ Duy Auto. Máy số thì ngon ngật rồi. Cam kết cho các bác là không đâm đụng thủy kích. Máy số zin luôn nhá. Máy số zin. Đây, gầm bệ này sáng láng sạch sẽ luôn. Gầm rất sáng luôn. Gầm bệ sáng láng sạch sẽ thoáng. Đấy. Keo chỉ đấy, các bác nhìn này, ba bô lê thẳng tắp luôn này. Không lỗi lầm. Đấy, rất là đẹp. Xe đang có mặt tại Vũ Duy Auto với cái giá vô cùng tuyệt vời. Đấy, 448 triệu đồng. Bác nào yêu thích chiếc xe thì mời các bác đến cửa hàng của Vũ Duy Auto để cùng xem xe và trải nghiệm chiếc xe này. Vâng, một chiếc xe rất là đẹp luôn. Không lỗi lầm luôn. Đấy, bây giờ ta đi quanh xe một vòng, sau đó thì cùng trải nghiệm chiếc xe về cửa hàng để cùng đánh giá chiếc xe này. Đấy, xe đẹp. Chất như thế này không mua để làm gì. Bác nào yêu thích dòng xe Vios bản E số sàn và là số tự động và lại là chiếc xe vàng cát thì đây là một cơ hội cho các bác. Một cơ hội sở hữu một chiếc xe không đâm đụng, không ngập nước và xe zin chính chủ luôn. Đấy, xe rất là đẹp luôn. Rồi bây giờ thì ta sẽ cùng vào khoang lái và cùng lái chiếc xe này.
đi một vòng để mà cùng trải nghiệm chiếc xe nha các bác nhá.